dưỡng nhất bên loài, là sữa ngon cực đỉnh của bò hay chuối thơm cực ngầu của khỉ? Xem rồi sẽ biết. Hòn thịt coi nè. Phần là con nít, sư bò nào không mê. Nhìn về tương lai mà thấy ôi mình cao quá nè. Thơm ơi là thơm, có bao người mê. Sữa ngon bò này ai dám chê. Tặng thêm chiều cao, ngon chưa đủ mà còn phải bổ nữa nha. Phải món ăn nào có thật nhiều, nhiều chất dinh dưỡng, có tên gì nhanh nhẹn, kali phải phi thường. Hương vị lại thơm, ngon khiến mọi người ngây ngốc. Vừa ngon mà còn vừa chất, là quả chuối number one. Oh yeah. Trời tưởng gì, coi bò nè. Đừng lo, xem nè. Nào, bình tĩnh, tớ đã có cách. Anh em chuối.